Hello. Hi. Hello. Hello. Where are you from? From Germany. Germany? À, Duck. Germany. Yeah. Đức. À, Duck. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. À, một người đến từ Đức. Okay. And you? You are what you are making? My name Nam. Nam. I'm from Con Tum. Ah, okay, 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 okay. And you make a film of it or no? You make it? Camera. Camera. Okay. Okay. Hi. Hi. Hi Việt Nam. Hi Việt Nam. À, okay. Cảm ơn. Mình đang ở nhà thờ gỗ Con Tum mà bây giờ mình để chạy trên đường Nguyễn Huệ mình đến một cái nhà thờ khác mà. Đi trên đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ của thành phố Con Tum. Thì trước đây của mình cũng có thời gian từng học tập rồi làm việc ở đây. Tuy nhiên là trước đây thì mình chưa có điều kiện mình quay phim. Hôm nay thì nhân có công việc tranh thủ mình quay cái video để gửi đến quý vị các bạn để các bạn biết Con Tum nó như thế nào. Thì đây là cái đường Nguyễn Huệ của thành phố Con Tum. Thành phố Con Tum nó như vậy đó. Đây một cái đường cũng ở ngoài, cũng bên ngoài thôi, không phải là ở trung tâm. Gần rất gần sông Đắk Pla các bạn. Đắk Pla, sông dòng sông chảy ngược. Vài người nước ngoài các bạn, người nước ngoài chắc đi du lịch ở Con Tum. Đây là cái địa danh khác mình cũng vào tham quan. Tới đây cũng đông các bạn. Đây là nhà thờ Tân Hương, 540 Nguyễn Huệ. Rất đẹp các bạn, khuôn viên của bên trong.
Hương đúng không ạ? Ở trên đường Nguyễn Huệ. Người nước ngoài đến tham quan luôn các bạn. Họ cũng đến quay phim chụp ảnh. Hello. Hi. Hello. Đức. Germany. Yeah. Đức. À, sure. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. À, một người đến từ Đức. Okay. And you? You are what you are making? My name Nam. Nam. I'm from Con Tum. Ah, okay, okay, okay. And you make a film of it or no? You make it? Camera. Camera. Okay. Okay. Hi. Hi. Hi Việt Nam. Hi Việt Nam. Okay, cảm ơn. Của nhà thờ Tân Hương, một tòa thờ lâu năm, chỉ đến từ Đức. Thì chúng ta biệt. Bye. 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 Have a nice day. Rất thân thiện các bạn, những người khách du lịch đến Việt Nam cực kỳ thân thiện luôn. Họ đi thăm các cơ sở để chuẩn bị Noel mà. Mình chỉ biết được vài câu tiếng Anh thôi, nhưng mà cũng thể hiện được là mình cũng rất thân thiện các bạn. Mình chỉ ít thời gian cũng đi vòng vòng thăm thế này thôi. Đây là khuôn viên xung quanh nhà thờ Tân Hương các bạn. Bên ngoài kia cũng đang xây dựng. Ra phía sau nhìn thấy đang được sang sửa. Vâng. Chào các chị, em đi tham quan xung quanh một chút đúng không ạ? Vâng đây. Các chị là công nhân đang chỉnh sửa đúng không chị? Dạ được chứ ạ. Nhưng mà đâu có thấy mặt đâu. À được rồi, ok, chị chào đi, em chụp ảnh em coi phim luôn. Ok, dạ. Các chị công nhân, dạ. Chị công nhân đang sửa chữa ở nhà thờ. Dạ. Em chào các bác nhá. Tham quan chút nữa các bác. Dạ.
khuôn viên của nhà thờ Tân Hương. Ở đây thì cái cảm giác của mình lúc này là rất vắng bạn, thì không phải là cái ngày giờ làm lễ, cho nên là vắng, và mình đi mình nói chuyện với các bạn thế này rất là phù hợp, bởi vì nó không tiếng ồn. Đây bên đây là một cái khu nào đó, nói chung là mình sẽ quay lại khuôn viên để các bạn chiêm ngưỡng ha. Các bạn thấy thì khách du lịch họ đến khá là đông, đầy đủ hết ở các vùng miền, có cả người nước ngoài nữa, và họ cũng rất thích, họ cũng rất thích những các cái địa điểm ha. Khu đối diện mình là một cái hang đá, hang đá các bạn, thì hang đá đấy thì không biết, chắc là không vào được các bạn, mình chỉ có đứng mình quay ở ngoài được thôi chứ hình như không vào được. Mình đi một vòng qua xung quanh khuôn viên của nhà thờ Tân Hương. Thì những cái năm đầu mới đến cái khu các bạn thì mình cũng đến đây rồi, nhưng cái hồi đó thì mình đến là trong cái dịp lễ Noel các bạn, không phải là đến như cái tâm thái bây giờ. Thái bây giờ thì mình đến ban ngày và đi những lúc rảnh rỗi, đi là những giờ này và mình quay phim lại để gửi đến các bạn. Đi một vòng ở đây thì các bạn trẻ khu viên rất đẹp các bạn, và các bạn đến để chụp ảnh á. Mình rất thích để đến những cái nơi yên tĩnh như này. Những cái hồ, những cái cây như thế này thì chắc những ngày có Noel thì sẽ được phun nước gì đó bạn, nhưng mà hiện tại thì bây giờ thì không có. Đi xa xa là cái tượng. Khuôn viên rất đẹp đúng không ạ? Nói chung là mùa này thì rất là vui các bạn, rất đông du khách. Tiếp nữa mình sẽ cùng các bạn đi sang cái khu tòa giám mục, tòa giám mục Kon Tum các bạn. Một cái bức tượng này, nói chung mình không xem được cái chú thích, nhưng mà nó cũng có một cái ý nghĩa gì đối với cái nhà thờ đây, thì mình chỉ chú mình quay khuôn viên cho các bạn xem thôi. Các bạn trẻ đang tự sướng đây, các bạn đang diện của nhà thờ là một cái hang đá các bạn, một hang đá. Bây giờ mình sẽ qua đấy mình review chút các bạn ha. Từ nhà thờ mà sang hang đá, hang đá thì đối diện với nhà thờ luôn. Mình có thể mở cửa được các bạn, mình sẽ qua ha, mình qua mình chỉ review chút để các bạn có thể thấy được. Là cái đường Nguyễn Huệ các bạn này, Nguyễn Huệ á, đường Nguyễn Huệ ở thành phố Kon Tum, và đây là nhà thờ Tân Hương. Nhà thờ theo mình biết thì nhà thờ rất lâu rồi bạn, cổ nhất. Và đối diện với nhà thờ
hang đá. Cái này thì ghi cho các bạn chút ta. Khuôn viên các bạn. Đá là thì đối diện với nhà thờ và được mở cửa cả ngày để đón du khách đến tham quan các bạn nhé. Sẽ đứng ở một cái góc này. Đây thưa các bạn, đây là bên kia là nhà thờ và bên đây là hang đá. Đây là cũng một trong những cái địa danh du lịch của Kon Tum, nó có từ lâu năm. Mình vừa dẫn các bạn đi vào khuôn viên của cái nhà thờ Tân Hương các bạn. Thì video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn luôn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và đây là cái đường Nguyễn Huệ của thành phố Kon Tum các bạn nhé.